Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác lại phun bộ mồi. Mồi bột và mồi ủ, mồi gói nhá. Mồi ủ bên Giang Trường Vi Sinh đang có với nhá. Hiện tại thì nếu mồi bột này thì hiện tại em đang có 6 số. Mồi này có 6 số anh em nhé, từ 1 đến 6. Số 1 là câu tổng hợp, có câu tất cả loại cá. Số 2 là chuyên chép. Số 3 là chuyên chấm, đánh kèm cả giếc. Giếc chày. Đấy. Số 4 thì là chuyên trôi mè. Số 4 này là chuyên trôi mè anh em. Chuyên trôi mè. Đấy. Bắt được thêm cả nheo nữa. Đó. Chuyên trôi mè. Còn số 5 là chuyên chấm đen. Chuyên chấm đen nhưng mà vẫn có thể đánh được cả chép anh em nhé. Đấy. Số 6 thì là chuyên đánh rô nhưng mà kèm vẫn bắt được chép anh nhá. Và cuối cùng là mồi ủ thì bên em đang bán theo kg hoặc bán gói như này cũng được. Đấy. Còn anh em nào lấy số lượng lớn thì em sẽ quy đổi ra thành kg cho anh em. Đấy, mồi ủ thì đang có giá là 80.000 một kg nhá, một gói này là 40.000, một gói này là 40.000. Đấy. Còn các mẫu mồi câu này thì, từ số 1 đến số 6 giá hiện tại là 30.000 một gói, 30.000 một gói anh em nhé. Đấy. Hiện tại giờ giá là 30.000 một gói. Trừ mồi số 5 là 40.000 nhé. Một gói số 5 này là 40.000 anh em, 40.000 một gói. Gói số 5 này thì đánh được 1 đến 2 ổ tùy anh em chơi nhé. Đấy, thông thường em sẽ đánh một gói này với một ổ hoặc hai ổ tùy vào số lượng ốc mình chơi nhá. 40.000 anh em chơi được hai ổ quá rẻ luôn. Mồi em trọng lượng vẫn còn rất nhiều, mồi giờ anh em có hai ngón tay này, ba ngón tay toàn siêu mồi siêu mót thì em chả biết. Nếu mồi của em này, nếu mồi này của em một chia hai ngón tay ba ngón tay các bác, thì cái gói này em đóng phải được như nào sẽ nào, phải được 6-7 gói. Đánh 6-7 ổ. Thế nên là mồi này của em thì không cần phải ủ quá lâu. Thông thường chỉ ủ tầm 30 phút đến 1 tiếng. 1 tiếng là chơi được. Đấy. Nhanh như 30 phút là chơi được luôn. Nha. Còn anh em muốn phối này để đánh nó hiệu quả hơn thì alo cho em nhé. Em sẽ hướng dẫn. Hiện nay tại vì hiện nay có nhiều loại tinh mùi ấy, là nhiều hồ người ta trộn bây giờ mồi toàn tinh mùi nhiều ấy. Thì em sẽ hướng dẫn anh em trộn thế cái này kèm theo một vài loại tinh mùi có mặt trên thị trường hoặc bên em đang bán để tăng cái độ hiệu quả tối đa của dòng mồi này. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Gói từ số 1 này 1, 2, 3, 4, 5 quên 1, 2, 3, 4, 6 giá là 30.000 nhé, giá 30.000 một gói này. Số 5 là 40.000 này. Mồi ủ là 40.000 một gói này, hoặc anh em mua theo kg là 80.000 một kg. Mồi ủ này thì anh em thêm nhiều ít tùy và anh em định đánh cái loại cá gì nhé, chứ không phải là anh em cho thoải mái vào. Mồi này thì thích hợp câu với lại câu đơn đài. Đấy, đơn đài, câu lục, câu lăng xê, câu bom mẻ đều chơi được hết anh em nhé. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nhé. Và các bác nhớ là cái mồi này thì anh em nào thích thì chỉ trộn với nước xong là đánh được luôn. Đấy, trộn nước, còn không anh em tự phối này, mồi ủ với mồi bột. Đấy, trộn với nước là có thể chiến được ngay nhá. Đánh trôi thì khuyến cáo đánh trôi mè, khuyến cáo với mồi ủ này bắt buộc là nên có mồi ủ anh em nhé. Còn không anh em trộn cái này phải ủ cho em 1 đến 2 ngày đánh nó mới hiệu quả. Còn không các bác cứ lấy một gói mồi ủ này với lại mồi bột các bác trộn vào thế là xong. Trộn tối hôm trước sáng sau đánh thoải mái luôn, hoặc trộn xong đánh ngay cũng được. Đấy. Mồi này thì bên em làm, em bán rất lâu rồi, anh em nào đánh thì anh em biết rồi. Mồi này thì thiên về dịch vụ thiên về tự nhiên nhá, thiên về tự nhiên. Đánh dịch vụ cũng ok nhưng mà dịch vụ thì bây giờ anh em đánh tinh mùi nhiều. Nên là mức độ dịch vụ nó không cao như tự nhiên anh em. Đấy. Đương nhiên là hôm nào cuốn nó vẫn cuốn nát ấy. Còn nói chung mồi thì không nói trước được, không nói phép được các bác nhá. Nói chung là có hiệu quả các bác nhá.
còn hiệu quả đến đâu thì phải tùy anh em trải nghiệm nhé, các bác trải nghiệm trong alo em. Về cái này em bán lâu rồi, anh em những anh em nào chưa quen rồi thì các bác trải nghiệm quen rồi. Các bác nào có nhu cầu thì alo em nhé, và em sẽ đi test những cái mồi này cho bác xem, test đánh tự nhiên nhé, tự nhiên dịch vụ đều chơi hết các bác nhé. Và nếu các bác thích đánh vụ thì em sẽ thiên về dịch vụ, thì em sẽ trộn thêm một số thành phần vào để tăng cái độ hiệu quả cho đánh hồi dịch vụ nữa nha. Đây, em báo cá mồi câu rằng dịch vụ sinh quá nha, cá tự nhiên quá nha, cá tự nhiên hôm nay được hai chép, hai chấm các bác nhé. Đây, một chấm khá là to, tầm độ 2 cân các bạn, tầm 2 cân. Đây, một chấm chắc được khoảng độ 8 lạng. Đấy, 7 8 lạng. Đây, hai chép. Hai chép thì nhỏ hơn, chép kia chắc chỉ được tầm 5 6 lạng. Đấy, cá tự nhiên nhá, đánh mồi răng trường fishing các bác nhá, lâu lắm em không câu tự nhiên rồi. Mấy hôm nay em đánh tự nhiên nhưng mà em không đăng cá, hôm nay em mới quay. Đó nha. Đấy, cá tự nhiên nhá. Đấy, bác nào cần mồi thì alo cho em nha. Đánh mùa nào cũng được, mùa hè, mùa đông, mùa hè đều chơi được hết.